Mới ăn xong, giờ ăn nữa. Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi. Lâm Chi ơi, cái này ngon lắm á, bạn ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Đúng, ăn. Ừ, ngon thiệt. Kỳ quá à, tao nói không ăn mình đút ra ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi chị, ăn gì nó mới ngon. Cho mình ăn nhé. Mày biết đúng không? Mày ăn cái tao hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta rồi. Nè, con ăn cái gì vậy? Bánh mì xào. Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Tâm Ý ra đây với cô. Dạ. Hoàng sĩ bà. Cái gì vậy? Đợi con chút xíu nha. Con nhỏ này chạy cái chân té đó. Sừng nướng là của tao mà. Mình xin lỗi, mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Được con dâu rồi mày đòi thêm bà Tiên nữa hả? Đúng mày dám cửa nhà gạn dụng tôm nè. Một miếng. Trời đất ơi là trời. Trời ơi, mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Làm chi, con làm gì vậy? Sao con... Con không nói con đồ đáng ghét, con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt xù của tao hả? Đồ đáng ghét. Con tâm tâm đáng ghét, mày dám hả? Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. Chị ơi, em ăn hết kem này luôn nha. Ừ, ăn hết đi. Ơ, anh ăn không? Em cho miếng nè. Thôi anh không ăn đâu. Ủa bánh đâu ngon vậy? Em làm bài được 10 điểm, chị thưởng cho em đó. Wow, giỏi vậy ta. Ủa, ông ở đây hả? À. Phải ăn một miếng cho thiệt đã mới được. Không được ăn. Bánh kem đâu ra vậy? Của chị mình cho mình á. Nó là của tao. Ê, chị. Bánh của người ta mà. Lên chi. Cái con nhỏ này. Lên chi. Bánh của em. Thôi, để hôm khác chị mua cái khác cho. Lên chi. Gì rồi? Sao giật bánh của Tâm Anh? Bất cứ cái gì trong nhà này đều là của em hết. Em là bà chủ. Của em không? Bà chủ không? Bà chủ không? Mẹ ơi, em đang đánh cốt thề nha. Tao bánh nào nào? Ủa chị ơi, Tâm Anh đâu rồi chị? À, Tâm Anh khóc xíu rồi nín rồi. Không sao đâu. Em xin lỗi nha. Hay là để em đi ra mua cái bánh khác cho Tâm Anh. Thôi, cậu không cần mua đâu. Nè. Cảm ơn chị. Con Lâm Chi này hư thiệt. Chị yên tâm đi, em sẽ kiếm cách trị cái tật ham ăn của nó. Hello bạn. Phải dạy cho con Chi này một bài học mới được. Càng ngày càng quá đáng. Nó làm tôi xấu hổ với chị em Tâm Ý luôn á. Hey, tôi thấy Lâm Chi y như Tiểu Quân nhà tôi vậy á. Tiểu Quân hả? Là ai vậy? Cháu cậu hả? Đâu có. Con chó. Con chó của anh mẹ tôi á. Con chó hả? Ừ. Thì liên quan gì? Tiểu Quân nhà tôi á y hệt Lâm Chi vậy á. Cứ mỗi lần á thấy đồ ăn của người khác á là nó trộm vô nhào nhào tới ăn. Cắn lộn với mèo suốt ngày vậy. Rồi sao nữa? Thì Tiểu Quân á, tôi ghét nó lắm. Có mấy bữa tôi thử á, tôi bỏ mấy cái đồ khó ăn vô đồ ăn của người ta coi sao. Nó lại nó dành ăn, nó ăn cho đã vô mà nó ăn không có được. Sau đó nó bỏ cái tật xấu đó luôn. Thiệt hả? Thiệt. Không ấy á, bữa nào á, bạn thử Lâm Chi giống vậy coi. Nhiều khi á, Lâm Chi cũng bỏ tật xấu đó. Nhưng mà tôi không biết là nó có si nhê gì Lâm Chi này không nữa. Thì hả? Thì cứ thử coi sao.
tôi cũng đâu có biết, không biết được hay không nữa. Làm chi chứ đâu phải con chó đâu. Cứ thử đi. Tâm Anh ơi, có trái này ngon lắm nè, ăn đi em. Wow, ngon quá à, em ăn một mình nha. Ừ, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Đừng yên đó, không được ăn. Là của tao nè. Nhưng mà anh nghe nó châm mượt. Chưa muốn chết. Mẹ kêu ngon thì mẹ ăn đi cái đồ lừa đảo. Chanh mà sống chưa được. Chanh mà. Hey, cách này cho bộ hiệu quả. Tôi cũng mong là hiệu quả. Hai anh đang bàn tính chuyện gì vậy? Nói về trái chanh đó mà. Ừ, tụi anh đang muốn bổ sung cho Lâm Chi vitamin C. Trời ơi, cái hũ mắm này sao mà nó nồng mùi quá vậy ta? Con cũng không ngờ là nó hôi vậy luôn á cô. Bây giờ cô phải làm chuyện với cái hũ mắm này đây trời. Nhà này đâu có ai thích ăn mắm đâu. Cô không thích, chú không thích, ông lại càng không thích nữa. Ôi, mẹ ơi, cái gì mà hôi lên tới trên đó luôn á. Chắc là cái hũ mắm này nè. Ý, hôi quá à. Cái hũ mắm này nó hôi như vậy á, con phải đậy cho thiệt kỹ rồi mới cất vô tủ nha. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ cho con cái hũ này nha. Cái gì? Cho con đi. Bộ con thích ăn mắm hả? Dạ, con không thích ăn, nhưng mà có người khác thích ăn. Thích thì lấy đi. Dạ dạ dạ. Ờ, có cần tôi... Không, được rồi, để em chị. Dạ. Chị cứ làm gì chị làm đi. Mình có nghiệp quá không bạn? Chét nhiều vậy sao nó chịu nổi? Ôi, chét nhiều vậy nó mới áp phê bạn ơi. Tâm Anh ơi, anh có làm thịt sườn cho em nè. Quảnh đi lâu quá. Gì? Không được ăn. Là của em mà. Cái gì vậy? Dạ. Cái gì vậy? Vậy con đâu có làm gì đâu. Mấy đứa nhỏ làm phân tâm quá. Thôi chờ lại văn mới đi ba. Mày ăn gian đâu. Cho xin cái này mày. Nó làm phân tâm quá kìa. Đã nói rồi, bỏ cái tật ham ăn đi mà không nghe. Anh đi ra ngoài. Một lần bị gì cho đáng, cho chừa cái tội dành ăn của người khác. Đừng có đứng đó mà chùa khóc mèo nữa. Đi ra ngoài. Con nhỏ lì lợm này. Vậy là vẫn tiếp tục dành đồ ăn với Tâm Anh đúng không? Đúng. Trong nhà Quang đều là của Quang. Để rồi coi. Đi ra ngoài. Sao rồi? Nó đã sợ chưa? Chắc sau này không dám nữa chứ gì. Sợ gì mà sợ. Tôi vẫn cảm thấy cho nó nhiều đó bấm tôm vẫn là ít á. Mọi người đã từng ăn món gà rán lăn mắm chưa? Tôi thấy mình làm vậy có quá đáng lắm không Nguyên? Nè, tôi thấy nghiệp mình nặng lắm rồi đó. Không sao đâu, như vậy thì nó mới bỏ được cái... Tâm Anh ơi, ăn gà rán nè em ơi! Dạ! Hả? Không được ăn! Không được ăn! Ăn đi! Là của em hả? Tâm Anh ơi! Cho chừa cái tật đi! Lên lên cho chừa cái tật! Chờ nãy với người khác! Cái gì vậy? Ăn mắm! Cái gì vậy? Mắm! Nó mới bị lừa xong. Mà làm cùng một kiểu sao nó tin. Bạn chờ coi. Nghiệp tụ đầy mình trả sao hết đây. Tâm Anh ơi, xuống ăn pizza nè. Pizza hả? Gì? Pizza? Chánh ra coi, làm của tao mà. Bữa ham ăn thấy chưa? Tâm Anh ơi, Tâm Anh có há cảo ngon lắm nè, ăn đi. Dạ nè. Không được ăn, là của em nè.
Ơi, ai đâu có làm cho em đâu? Có mắm tôm không vậy? Ai làm cho em ăn đâu? À, không được, không được, là của em mà. Ơi. Ơi là gì mà đi. Tâm Anh ơi, ra ăn bánh kem nè. Bánh kem hả? Ngon quá à. Gì? Bánh kem là của tao mà. Ê, không được ăn. Ừ, anh Huy nói là cho mình mà. Còn lâu nha. Có mắm đúng không? Ai nào biết? Anh nào có hay. Cô, ngay ngay từ đầu mà có mắm rõ ràng nha. Thôi, em đỉnh thiệt chứ. Có mắm tôm mà em cũng ăn được hả? Dạ, có thể ăn được. Ngon mà. Ơi trời đất, cái hũ mắm này hôm trước đầy nhóc mà ai ăn mà gần nửa hũ vậy trời. Cái mùi sao nó hôi hôi vậy ta, bạn có thử thấy không? Mùi này đâu hôi đâu, hấp dẫn mà. Thôi bạn về trước đi nha. Mấy chú ơi, mấy chú đang ăn mắm tôm hả? Ủa, có gì không con? Trời ơi, con ghiền món này lắm á. Chú cho con ăn miếng nha. Con nít ăn không được món này đâu con ơi. Con ăn lên. Nhưng mà con ăn được, chú cho là ăn liền á. Vậy ngồi ngồi. Cảm ơn chú. Hết thảy con mà vậy. Chú cho ăn thêm miếng nữa nè. Con nhỏ này dữ vậy bay. Lúc đầu định dùng cách này để trị cái tật ham ăn của Lam Chi, nhưng không ngờ vô tình lại khiến nó ghiền mắm tôm. Cũng là bó tay luôn.